Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình. Mình là Phú đây. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách làm sao giúp cho các bạn có thể tạo ra được một cái điểm phát Wi-Fi từ chính cái laptop của các bạn ha. Nó giống như là biến cái laptop của các bạn thành một cái cục Wi-Fi vậy đó để nó phát Wi-Fi ra cho các bạn sử dụng những cái thiết bị khác, ví dụ như là laptop khác hoặc là điện thoại hay gì đó. Thì cái này mình sử dụng trên Windows 10 ha. À, cái việc làm này nó có rất là nhiều cách làm nhưng mà mình sẽ làm một cái cách đơn giản nhất thôi để các bạn có thể làm sao cho nó được thuận tiện và dễ dàng nhé Rồi để làm được cái này các bạn sẽ làm như sau này Các bạn sẽ nhấn cho mình tổ hợp phím là Windows và chữ Y ngắn nha. Windows và chữ Y ngắn. Đó, thì nó sẽ mở cho các bạn cái hộp thoại setting lên như này. Cái cửa sổ setting lên. Sau đó các bạn vào dùng cho mình cái mục là Network and Internet này. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ vào cái mục mà Mobile Hotspot. Mobile Hotspot đây. Rồi, tiếp tục các bạn nhìn thấy cái mục uh, Edit ở đây này các bạn sẽ vào đây edit để các bạn đổi cái tên này để lát nữa các bạn truy cập vào cho nó dễ ha ví dụ như mình đổi tên đây của mình là phú chẳng hạn đi rồi password các bạn đặt tùy ý nhưng mà ít nhất là 8 ký tự nhé các bạn thì mình sẽ đặt là một hai ba bốn năm sáu bảy tám đó cho dễ rồi cái này là network band này thì các bạn có thể là uh, chọn uh, bất cứ băng tầng nào thì uh, có nhiều cái thiết bị á, uh, người ta sử dụng ở băng tầng 5 g có nhiều thiết bị sử dụng băng tầng 2.4 g nhưng mà đa số là sử dụng băng tầng 2.4 ghi là nhiều. Cho nên mình chọn là Any Available. Có nghĩa là bất cứ băng tầng nào nó cũng vô được hết ha. Rồi sau đó mình đã đến Save lại. Rồi sau khi mà xong cái này rồi á. Thì các bạn sẽ nhấn vào cái chỗ mà Mobile Hotspot này. Mobile Hotspot. On nó lên. À, chờ nó on lên. Rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái điện thoại. Để mình kết nối vào thử nha. Cho các bạn xem là như thế nào. OK, thì hiện tại đây mình đang có một cái chiếc iPhone 5, mình sẽ thử à, tiến hành là à, truy cập vào cái điểm Wi-Fi mà mình vừa tạo trên cái laptop mình xem sao nha. Đây, rồi mình sẽ kết nối vào thử cơ. Mình tắt hết những cái ứng dụng đang chạy lúc nãy đi nha, để mình làm từ đầu cho các bạn xem. Đây, mình sẽ vào uh, Setting setting ở đây nha rồi mình sẽ vào wi-fi này mình mở wi-fi lên thì các bạn thấy không nó sẽ tìm ra được cái wi-fi mình vừa tạo này có tên là phú này mình bấm vào đây một hai ba bốn năm năm sáu bảy tám ok nó kết nối vào rồi đó các bạn bây giờ mình thử mở trình duyệt Safari lên để mình thử mẫu trang web ra xem sao nha, xem nó có vào mạng được không? Đó, thì các bạn thấy không, nó lướt vào trang kinh tế rất là nhanh. Đây mình sẽ mở uh, YouTube cho các bạn xem này, rất là nhanh thôi. Là YouTube này. Đó sẽ mở lên cho các bạn xem. Ok ha, rất là nhanh. Đó, thì đơn giản chỉ như vậy thôi. Thì khi mà cái điện thoại của bạn kết nối vào trong cái mạng hotspot này á, lập tức ở chỗ đây nó sẽ nhận ra được cho là có một cái thiết bị đang kết nối vào này, các bạn. Đó, nó sẽ báo cái thiết bị này iPhone 5 này và nó có cái IP như thế này, địa chỉ mac thế này đang kết nối vào. Đó, nó sẽ nhận biết ha thì có bao nhiêu thiết bị kết nối vào thì tự động nó sẽ nhận lên đây hết. Đó đơn giản là như vậy thôi. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công